Số 759 Phật thuyết giáo lượng thọ mạng kinh Hán dịch đời Tống Sa môn Thiên tức Tai. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các bí xô: tuổi thọ của chúng sinh già ngắn khác nhau, các ông hãy lắng nghe cho kỹ. Các bí xô thưa: bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Bây giờ Đức Phật thì các bí xô so sánh về tuổi thọ của chúng sinh. Các bí xô nghe rồi hoan hỷ vui mừng. Đức Thế Tôn lần nữa: cuối xin Thế Tôn hãy dạy nói rộng cho chúng con được rõ. Đức Thế Tôn bảo các bí xô: lành thay, các ông nên nghe cho kỹ. Bây giờ ta nói đây: tuổi thọ trong địa ngục vô gián hơn một trung kiếp, bảy địa ngục trên tuổi thọ dài ngắn không giống nhau. Các bí xô nên biết đây là so sánh về tuổi thọ trong địa ngục. Khi hết kiếp số ấy rồi, sau đó mới chết. Các ông nên biết 30 ngày đêm trong cõi người là một ngày đêm trong cõi ngạ quỷ. Lấy 30 ngày đêm thành một tháng, lấy 12 tháng thành một năm, lấy số năm dài lâu tính thành 500, thì tuổi thọ ở ngạ quỷ mới hết. Tính theo bốn đại châu thì Bắc châu sống 1.000 tuổi, hai châu Đông và Tây thì thứ tự giảm đi một nửa. Nam châu không nhất định kiếp sơ tuổi thọ vô biên, nhưng đến cuối cùng thì chỉ còn 10 tuổi, khoảng giữa thì không nhất định. Bây giờ Đức Thế Tôn nhằm lặp lại nghĩa trên nên nói kệ: địa ngục luôn khổ não, nghiệp báo khô môi cổ, lông thân đều dựng đứng, bụng to lớn như núi, tóc tai phủ cả thân, miệng nhỏ như lỗ kim, mặt mày đều rách nát, ốm gầy lồi hình hài, tóc đỏ che cả thân, cái đốt xương lồi ra, xấu xí đầu khô héo, thường kêu khóc chạy mãi. Chúng bị khổ đói khát, bị hành hạ khốn cùng, khóc lóc chạy kêu than, tự làm thì tự chịu, sống tham sân thuận nghịch, tự tạo nhân nghiệp ác. Khi tội chướng này chính, bị đọa trong ngạ quỷ. Người ở châu Đông Thắng 250 tuổi, châu Tây Cầu Câu Đà Ni tuổi thọ 200 năm, sinh Bắc Câu Lô Châu tuổi thọ đúng 1.000 năm, châu Nam tuổi bất định, đầu vô số, cuối 10. Các bí xô bạch Phật: Bắc Câu Lô Châu tuổi thọ 1.000 năm, sau đấy thì qua đời chăng? Đức Thế Tôn bảo: các ông nên biết, người Bắc Câu Lô Châu không có ngã chấp, không có phân biệt, nhờ hành 10 thiện nên sống đúng 1.000 tuổi. Ở đây qua đời thì sinh lên cõi trời. Bắc Câu Lô Châu tuy sống 1.000 tuổi, nhưng sau cũng phải qua đời. Đức Thế Tôn nói kệ: hữu tình khổ bằng cùng, thích trộm tài sản người, không tu tập điều lành, ti tiện bị người sai, giàu sang nhiều của cải, cuộc sống được đầy đủ, vàng ngọc và tuổi tớ. Người này làm việc thiện, tu nhân nghiệp 10 thiện, được quả giàu có lớn, hiện đời sống Bắc Châu, thọ lạc rồi trời sinh trời. Người Bắc Câu Lô Châu là vua nhất thế gian, nhờ quá khứ bố thí, quả cây kiếp áo đẹp, không bị khổ lạnh nóng, cũng không có bệnh tật, tướng mạo luôn đẹp đẽ, nhờ quá khứ bố thí, phước nhiều, khó phá hoại, lúa gạo tự nhiên sinh, trong sạch, đẹp sáng sủa, nhờ quá khứ bố thí. Sống Bắc Câu Lô Châu, ngọc mani chiếu sáng, ăn uống đều tùy ý, nhờ quá khứ bố thí. Châu ấy rất an lạc, có nhiều cây thuốc tốt, sắc hương vị đầy đủ, nhờ quá khứ bố thí. Châu ấy không ăn rau, luôn ăn lúa gạo thơm, ăn không bao giờ hết, nhờ quá khứ bố thí. Cây trái A-la-mai, ăn không cần đứng dậy, cành xòe quả chín đến, nhờ quá khứ bố thí. Có nước tám công đức, uống vào hết bệnh não, an lạc không nguy hại, nhờ quá khứ bố thí. Vui chơi trong vườn cây, thường nghe tiếng êm dịu, vui thích vô cùng tận, nhờ quá khứ bố thí. Ai cũng thích cây kiếp, hương bột rơi nhẹ nhẹ, thích
thế giới thơm vô cùng, nhà quá khứ bố thí, âm nhạc hoa hương đẹp, y phục đồ trang sức, nhớ nghĩ liền có ngay, nhà quá khứ bố thí. Cỏ thơm và núi rừng mềm mại mọc đầy tràn, lúa thích dạo chơi, nhà quá khứ bố thí, luôn cùng nhau vui chơi, không bao giờ nổi sân, không ngã lại, không tham, nhờ quá khứ bố thí. Khi trời bắt đầu tối, mưa rơi nhỏ nhẹ nhẹ, phủ sạch những bụi đất, nhờ quá khứ bố thí. Con lớn mẹ không biết, khi qua đời không buồn, chứ khẳng tâm luyến ái, nhờ quá khứ bố thí. Mẹ hiền sinh con thơ, để bên đường rồi đi, có sự uống tự nhiên, nhờ quá khứ bố thí. Khi qua đời đều bỏ, không một chút buồn thương, cầm thú đem đi chôn, nhờ quá khứ bố thí. Trang sức khắp cả thân, ca nhạc để vui chơi, thích ý lại hoan lạc, nhờ quá khứ bố thí. Thọ mạng người cháu ấy, tất cả đúng ngàn tuổi, không ai bị chết yểu, nhờ quá khứ bố thí. Thọ hưởng phước tối thắng, bình đẳng không giống nhau, qua đời sinh lên trời, nhờ quá khứ bố thí. Bây giờ Đức Phật bảo các Bích Xô, tuổi thọ của người nơi cõi Diêm Phù Đề không nhất định. Ban đầu từ 10 tuổi cho đến 100.000 vạn tuổi, thọ mạng vô lượng. Các ông nên biết người cõi Diêm Phù Đề hiện nay tuy sống 100 tuổi nhưng bị chết yểu không nhất định. Các ông nên biết người cõi Diêm Phù Đề sống lâu 100 năm, khổ nhiều, vui ít. Lại nữa, cháu ấy tuy thọ mạng 100 năm nhưng có 10 bậc. Một, tức là phược lỗ, tức là nằm ngủ không biết. Hai là cơ ma lỗ, tức là làm vui giải sầu. Thứ ba là giữ phược, tức là tham đắm vào cảnh dục. Thứ tư là mạt la úp, tức siêng năng tu sửa nghiệp của mình. Thứ sáu, bát la chỉ nhượng, tức trí tuệ biện tài thù thắng. Thứ bảy, tất mật lật đế, tức ghi nhớ hiểu rõ. Thứ sáu, thứ bảy, tất thể đổ, tức việc làm chân chánh. Thứ tám, vị lỗ, tức làm vua có lòng thương xót. Thứ chín, một lật thố, tức sức khô lực yếu. Thứ mười, nghiệt đa du, tức sống khoảng 100 tuổi thì chết. Này các Bí Xô, chưa tròn 1 năm, 100 năm thì có 3 giai đoạn là lạnh, nóng và mưa, cũng gọi là 3 mùa. Dù chưa tới 100 năm, trong 12 tháng của 3 giai đoạn ấy có 4 tháng mùa lạnh, 4 tháng mùa nóng, 4 tháng mùa mưa. Lại nữa, chưa tới 100 năm, trong 12 tháng có 24 lần nửa tháng, trong 100 năm cuối có 8 tháng mùa lạnh, 8 tháng mùa nóng và 8 tháng mùa mưa. Lần nữa, trong 100 năm, trong 12 tháng có 36 ngày đêm, trong tháng có 12 lần lạnh, 12 lần nóng, 12 lần mưa. Thế đến trong 1.000 năm, nơi 12 tháng, mỗi tháng có 36 ngày đêm, trong tháng có 72 lần ăn. Trong thời gian đó, có lúc ăn uống, có lúc không ăn uống. Đó là lúc sân giận, lúc khổ não, lúc đi đường, lúc cúng tế, lúc làm việc gấp, lúc ngủ nghỉ, lúc say rượu và bất tỉnh. Có khi được thức ăn mà không ăn, cũng như có khi không được thức ăn cũng không ăn. Như vậy ăn và không ăn, thì trong các lần ăn đó, nói tóm lược là được ăn, nên mới có 72 lần ăn. Này các Bí Xô, cõi Diêm Phù Đề này, như trên đã nói, ăn từ sữa mẹ 1 tháng, nửa tháng, ngày, đêm và 1 năm. Có lúc ăn uống và lúc không ăn uống, căn cứ theo khoảng giữa mà nói. Bây giờ Đức Phật bảo các Bí Xô, ta nói trong cõi người sống 50 năm là một ngày đêm của cõi trời Tứ Đại Vương. Do một ngày đêm nơi cõi trời ấy thành 1 tháng nơi cõi này, 12 tháng thành 1 năm, lấy thọ mạng lâu xa là 500 năm,
Tiếp theo tuổi thọ ngày đêm trong nhân gian là 90 lạc xoa, sau cùng thì qua đời. Tiếp theo họ mạng ở cõi tức trời, tức đại vương là 500 năm, tức là một ngày đêm ở địa ngục đàng hoàng. Lấy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Lấy số năm lâu xa 500 làm tuổi thọ của hữu tình trong đại địa ngục thắng hoa. Lấy 500 năm thành 540 lạc xoa ở cõi trời tuổi đại vương. Tức là tính theo nhân gian là 1.600.000 câu chi năm. Thì tuổi thọ trong đại địa ngục đàng hoàng mới hết. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: thân nghiệp có ba ác, khẩu nghiệp có bốn ác, ý nghiệp có ba ác, tội hết khổ mới hết. Trong địa ngục đàng hoàng, đồng nghiệp ác vào đó, 6.200 câu chi luôn chịu khổ, sinh trong địa ngục đó, thù oán luôn giết nhau, chết rồi sống trở lại, nghiệp hết mới thoát khổ. Bây giờ Đức Thức Phật nói, 100 năm ở nhân gian là một ngày đêm ở cõi trời đau lợi. Lấy 30 ngày đêm thì 1 tháng, 12 tháng thì 1 năm. Trong cõi trời đau lợi ấy, sống 1.000 tuổi, 1.000 tuổi trong cõi trời đó, tính trong nhân gian là 118 câu chi năm, sau đó thì qua đời. Đức Phật lại nói, cõi trời đó sống 1.000 tuổi là một ngày đêm trong đại địa ngục khác thần. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng, 12 tháng thì 1 năm. Trong địa ngục đó sống 100 tuổi, lấy 1.000 năm của địa ngục. Tiếp theo nhân gian là 32.400 câu chi năm. Ở trong đại địa ngục hắc thần tuổi thọ hết, sau đó thì qua đời. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: oán kiết thầy cha mẹ, hủy bán Phật thanh văn, phá hoại người hòa thuận, bị đại khổ hắc thần, tự mình tạo nghiệp ác, phải chịu khổ địa ngục, không thể nào tránh khỏi, nghiệp hết mới thoát được. Đức Phật nói: 200 năm trong nhân gian là một ngày đêm ở cõi trời dạ ma. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng, 12 tháng thành 1 năm. Tuổi thọ của cõi trời dạ ma là 2.000 tuổi, tính so với nhân gian là 36 câu chữ năm. Ở cõi trời ấy hết tuổi thọ rồi, qua đời. Lại cõi trời đó sống 2.000 tuổi là một ngày đêm trong đại địa ngục chúng hợp. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng, 12 tháng thành 1 năm. Trong đại địa ngục chúng hợp sống 2.000 tuổi, tính so với nhân gian là 32.400 câu chữ năm. Ở trong địa ngục ấy tuổi thọ hết rồi qua đời. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ba loại nghiệp bất thiện sanh địa ngục chúng hợp, không tu ba nghiệp thiện, bò dê nai tàn hại, heo chó cùng phi nhân, chúng hợp giết lẫn nhau, nhân khổ sanh đường khổ, nghiệp hết mới được thoát. Đức Thế Tôn nói: 400 năm trong nhân gian là một ngày đêm, trong cõi nơi cõi trời đổ sự đà. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng và 12 tháng là 1 năm. Cõi trời độ sư đà đó sống 4.000 tuổi, tính so với nhân gian là 72 câu chi năm. Ở cõi đó tuổi thọ hết rồi thì qua đời. Cõi trời ấy sống 4.000 năm là một ngày đêm trong đại địa ngục khiêu hoán. Lấy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Trong đại địa ngục khiêu hoán sống 4.000 năm là 4.320 câu chi năm ở cõi trời độ sư đà, sẽ là 1.209.600 câu chi năm trong nhân gian. Trong đại địa ngục khiêu hoán hết tuổi thọ rồi, qua đời. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: tạo sát sinh rất ác, chịu tội ngục khiêu hoán, tạo ác dối gạt người, nghiệp hết mới được thoát. Đức Phật nói: 800 năm trong nhân gian là một ngày đêm ở cõi trời lạc biến hóa. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng, 12 tháng thành 1 năm. Cõi trời lạc biến hóa, sống 8.000 tuổi là 140 câu chi năm trong nhân gian. Cõi đó hết tuổi thọ rồi qua đời. Cõi trời ấy sống 8.000 tuổi, tính so với đại địa ngục khiếu hoán là một ngày đêm. Lấy 30 ngày đêm thành 1 tháng, 12 tháng thành 1 năm. Trong đại địa ngục khiếu hoán ấy sống 8.000 tuổi, so với nhân gian là 25.900 câu chi năm. Cõi đã hết tuổi thọ rồi, qua đời. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: ngã kiến cùng tham dục, hủy pháp tội rất nặng, tạo ác mè che giấu, sinh trong đại khiếu hoán. Địa ngục đại khiếu hoán, long thân đều dựng đứng, ăn uống lửa cháy đỏ.
tránh đi nhưng khó thoát. Hơi giữa ưa sát sinh, vòng kiếm chó chim cú, chim sắc ăn tủy não, không khỏi tàn hại nhau. Đức Thế Tôn nói, 1.600 năm trong nhân gian là một ngày đang ở cõi trời tạo hóa tự tại, lấy 30 ngày đêm thành một tháng, 12 tháng thành một năm. Cõi trời tạo hóa tự tại sống 1.600.000 tuổi, so với nhân gian là 288 câu chia năm. Ở cõi trời đó hết tuổi thọ rồi qua đời, lấy 1.600.000 năm cõi trời ấy, so với đại địa ngục viêm nhiệt là một ngày đêm, lấy 30 ngày thành một tháng, 12 tháng thành một năm. Trong đại địa ngục viêm nhiệt sống 1.600.000 tuổi, tính so với nhân gian là 608.400 câu chia năm. Trong địa ngục đó hết tuổi thọ rồi qua đời. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Ai tổn hại cha mẹ Sa Môn Bà La Môn, không tu tập nghiệp thiện, luôn chịu khổ viêm nhiệt, dối mê loạn chúng sinh, đọa địa ngục viêm nhiệt, nghiệp tạo ác không mất, nghiệp hết mới được thoát. Đức Thế Tôn nói: Các ông nên nghe cho kỹ về tuổi thọ của chúng sinh trong địa ngục pháo. Các vị sô thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn nghe để nhớ và thọ trì. Xin Thế Tôn hãy diễn thuyết về tuổi thọ dài ngắn của hữu tình trong địa ngục pháp. Đức Thế Tôn nói: lành thay, nay ta sẽ giảng nói và phân biệt về tuổi thọ trong đại địa ngục pháo cho các ông nghe. Tích chứa hạt mè đủ một bà ha, có thể dung chứa 20 khư la. Cứ 100 năm ở cõi trời lấy ra một hạt, rồi lấy từng hạt kết 20 khơ lê thì tuổi thọ trong địa ngục pháp mới hết. Này các bí sô, ta nói sự khác nhau về tuổi thọ của chúng sinh. Là trong địa ngục pháp liệt sống 20 bà ha ma hạt mè, trong cõi A xuất đạo là 40 bà ha ma, trong cõi hạ hạ phàm là 60 bà ha ma, trong cõi hộ hộ phàm là 80 bà ha ma, trong cõi hoa sen xanh là 100 bà ha ma, trong cõi hoa sen hồng là 120 bà ha ma, trong cõi hoa sen hồng lớn là 140 bà ha ma. Đem hết số hạt, trong đó cứ 100 năm trừ một hạt, khi nào hạt mè hết thì tuổi thọ của các hữu tình nơi cõi pháo liệt mới hết. Như vậy này các bí sô, Xá Lợi Tự là một kiền liên thiện thọ cùng các quyến thuộc. Đó là có người với tâm làm những điều bạo ác bị đọa trong địa ngục lớn ấy. Cho nên các bích sô phải biết, nếu người nào thân thể gầy ốm mà không sân hận, không khinh mạng, đó gọi là bích sô. Người trí cần phải tu học và hiểu biết như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Nếu người nói lời ác, hủy nhục như dao búa, kiếm biến chặt lấy thân, đều do miệng mà ra, cho ba bậc hiền thánh ca ngợi thích những việc, tranh giành kết thù xưa, chết mau đọa địa ngục, tất cả tài sản người lại tranh chấp ganh ghét, phá người không cho yên, đọa địa ngục phéo liệt. Ý vui và thích thú, chế bai bậc thiện thể, đọa vào ngục phéo liệt, chịu khổ trăm ngàn năm. Thân biệt ý tạo ác, hủy bán bậc hiền thánh, chịu khổ trong ngục pháo, 536 kiếp, luôn luôn tạo nhiều nghiệp, phạm tội mà che giấu, tạm ở trong địa ngục, nghiệp hết tội mới được thoát. Đức Phật lại bảo các bí sô: Tuổi thọ của hữu tình trong đại địa ngục cực viêm nhiệt này, sống nửa trung kiếp rồi mới qua đời. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Luôn tạo nhân nghiệp ác, ưa thích quả ăn vui, xa thì xa lìa trời người, đọa trong ngục viêm nhiệt, đánh mắng thầy cha mẹ Sa Môn Bà La Môn, tà kiến dứt căn lành, chịu đại khổ viêm nhiệt. Đức Phật bảo các bí sô: Trong đại địa ngục A Tỳ, tuổi thọ có sai khác, sau đó thì qua đời, như Đề Bà Đạt Đa và tất cả người ngu mê đối với trụ xứ của Như Lai, sinh tâm xấu ác, phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán, đuổi tỳ kheo, tỳ kheo ni. Khi qua đời, những người ấy chắc chắn bị đọa trong đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ cùng cực. Đức Thế Tôn nói kệ: Cho ba giáo ba thừa, giết thánh A La Hán, ngu si chơi cầu pháp, mắc tội báo vô gián, vấp tre tự hại mình, tạo ác sinh cõi ác, như vậy tội buông luôn, đọa địa ngục A Tỳ,
Đức Phật bảo các bhikkhu: trong cõi trời phàm chúng sống nửa kiếp rồi qua đời, bhikkhu nên biết, trong cõi trời phàm phụ sống một kiếp rồi qua đời, trong cõi trời đại phạm sống một kiếp nửa rưỡi rồi qua đời, trong cõi trời tiểu quan sống hai kiếp rồi qua đời, trong cõi trời vô lượng quan sống bốn kiếp rồi qua đời, trong cõi trời cực quan tịnh sống tám kiếp rồi qua đời, trong cõi trời tiểu tịnh sống 16 kiếp rồi qua đời, trong cõi trời vô lượng tịnh sống 32 kiếp rồi qua đời, trong cõi trời biến tịnh sống 64 kiếp rồi qua đời, trời vô phần sống 125 kiếp rồi qua đời, trời phước sinh sống 250 kiếp rồi qua đời, trời quảng quả sống 500 kiếp rồi qua đời, trời vô tưởng sống cũng như vậy. Bí số nên biết, trời vô phiền sống 1.000 kiếp rồi qua đời, trời vô nhiệt sống 2.000 kiếp rồi qua đời, trời thiện hiện sống 4.000 kiếp rồi qua đời, trời thiện kiến sống 8.000 kiếp rồi qua đời, trời sắc cứu cánh sống 16.000 kiếp rồi qua đời. Này các bí số, nên biết hữu tình ở không vô biên xứ sống 2 vạn đại kiếp, sau đó thì qua đời. Hữu tình ở thức vô biên xứ sống 4 vạn đại kiếp, sau đó thì qua đời. Hữu tình ở vô sở hữu xứ sống 6 vạn đại kiếp, sau đó thì qua đời. Hữu tình ở phi tưởng, phi phi tưởng xứ sống 8 vạn đại kiếp, sau đó thì qua đời. Đức Phật bảo các bí số, như vậy từ đại địa ngục A Tỳ cho đến cõi phi tưởng xứ đều phải bị luân hồi. Bí số nên biết, hữu tình luân hồi trong 5 đường qua lại không dừng, hiện có 3 tướng là sinh, dị, diệt. Bí số nên biết, 3 loại tánh luân hồi như thế, đối với một phần nhỏ cũng không thể ưa thích, không đáng tham muốn, vì chỉ có trong một sát na không tồn tại lâu dài. Vì sao? Bây giờ nên biết, đó là tánh khổ không đáng ưa thích. Trong một chút phần có vẻ như vậy, huống chi là có vẻ nhiều. Chỉ chút có vẻ như vậy đã không đáng ưa thích, không đáng ham muốn. Nên một sát na kia chẳng phải là cứu cánh. Vì sao? Bí sư nên biết, khổ trong luân hồi là không đáng ưa thích. Như có chúng sinh ngu si thiếu trí, bị luân hồi trong 5 đường, qua lại không dừng nghỉ, đi mãi trong nẻo ấy, không bao giờ xả bỏ, thì không thể thoát ra khỏi khổ nơi địa ngục, cũng như không thể thoát khỏi khổ nơi ngạ quỷ, luôn bị đọa trong cõi ác. Do đó bí sư nên học như vậy, luân hồi rất khổ, không đáng ưa thích. Bí sư nên siêng năng tinh tấn đoạn trừ luân hồi. Đức Thế Tôn giả nói như vậy rồi, các bhikkhu đều nhất tâm hoan hỷ tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.